Đừng la hoài nè, la hoài nè. Anh chị chân la hoài luôn á. La hoài luôn. Ok, cuối cùng đã la hoài luôn á. Ra lớn luôn á. Con giả bộ ho vậy à. Cái lúc sửa là cái con cười luôn. Không muốn nữa con. Họ cười chứ. Con không muốn nữa con là giả bộ. Tôi không muốn nữa, tôi giả bộ á, tôi là. Tôi không muốn nữa, tôi làm vậy. Tôi không muốn nữa, ông ngoại tôi là. Trời ơi. Con muốn nữa, con làm vậy. Thôi, cười. Con muốn nữa, con làm sao, ông ngoại tôi là. Con làm sao làm vậy, con không muốn làm sao. Làm vậy không bố sao, không bố nữa con làm sao. Không ngoại nghe coi, không bố nữa làm sao. Không bố nữa làm vậy. Tôi không bố nữa đó, tôi không bố nữa, tôi ho đó. Ho giúp tôi cái tôi. Không bố nữa con làm sao, làm ngoại nghe coi. Không bố nữa làm sao, làm sao. Không bố sao, không bố là con làm sao. Hả? Không bố làm sao, làm ngoại coi coi. Vậy hả? Thấy không? Thấy không? Thấy giá bộ vậy không? Nó quýnh con không? Nó có quýnh không? Hả? Quýnh thế đâu? Hả? Quýnh vô miệng hả? Quýnh vô đít hả? Ổn cũng ổn 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 mẹ ổn 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 quýnh không ta con bú luôn. Rồi nó để con nằm bên nôi luôn. Nó không ẩm con luôn. Con không muốn nữa, con giả bộ con không. Thấy không? Tôi không muốn nữa, tôi. Tôi không muốn á. Tôi không muốn, tôi đẩy ra tôi ho. Tôi không muốn á. Tôi không muốn, tôi ho đó. Lấy ra sữa ra cái tôi cười luôn á. Thấy không? Không à. Cười chi mà cười dữ. Hả? Mẹ đâu? Ô,
Cái ho là vậy đó, cái bộ tôi ho là vậy đó, thấy không?